cuộc sống gia đình thật khó duy trì tình trạng luôn luôn sống yên đại dương lặng. Đôi khi, những xích mích, mâu thuẫn cũng là một cách giúp bà xã chồng thấu hiểu và yêu nhau hơn. Thế nhưng, mâu thuẫn đến mức phải viết đơn ly hôn thì xem chừng khó giải quyết lắm rồi. Nguyên nhân sự việc đến từ chuyện hơi ngược đời thì càng khiến người ta ngán ngẩm hơn nữa. Mới đây, một bà xã lên mạng làng hội kể về chuyện gia đình mình. Nguyên nhân là ông chồng đã viết đơn ly dị, quyết tâm bỏ bà xã đến cùng. Tôi đang ngồi ở phòng, trước mặt là tờ giấy ly hôn. Hôm nay anh ấy chính thức viết đơn ly dị sau 5 năm bình thường sống và có hai mặt con với nhau. Tôi hụt hẫng lắm, tối chồng còn thế hệ đưa cả nhà đi ăn và lũ trẻ con đi chơi sau một tháng sóng gió. Tưởng rằng an toàn ai ngờ. Tôi có một tật xấu bé dại là hay đánh chồng. Cũng vì tính tôi hòa bình từ bé dại mà lại hay hơn thua. Hồi bé dại mỗi lần gặp chuyện buồn ở lớp hay bố mẹ mắng là tôi lại lôi thằng em ra để xả bực tức. Nhưng nó vẫn yêu đương chỉ vì biết tính đó của tôi từ bé dại. Từ khi lấy chồng thì tôi trút hết sang chồng. Đêm qua tôi lại đánh anh, đi chơi về cho hai nhóc đi ngủ, bà xã chồng tâm sự. Liên quan thế nào nói về chuyện bóng bánh? Tôi cũng ham bóng đá nên bảo anh mai Việt Nam thắng 3 trái lại S. Anh bảo Malaysia mạnh lắm, không chắc đâu. Có khi hòa hay thua cũng nên. Thế nào ba máu sáu cơn nổi lên tôi đánh anh chảy máu mồm, gãy cái răng. Anh cũng không chống cự, thà rằng anh cùng lên đánh lại có lẽ tôi đã tỉnh ngộ. Nhưng lần nào anh cũng ôm đầu chịu trận khiến tôi càng được đà lấn tới. Tôi yêu đương anh lắm, không muốn rời xa anh. Mọi người cho mình lời khuyên dế. Câu chuyện do người bà xã đăng tải. Tờ đơn ly hôn ghi rõ ràng lý do. Đọc chấm dứt câu chuyện, ai cũng ngán ngẩm không thôi. Một gia đình sắp tan vỡ đến nơi mà nguyên nhân đến từ sự việc như đột. Trong cuộc sống, có hàng loạt những tan vỡ tình cảm, gia đình mà khi kể lại lý do, ai cũng phải lắc đầu vì chẳng thể hiểu nổi. Câu chuyện trên cũng thuộc dạng như vậy. Trong một gia đình, tranh cãi là quan trọng nhưng tranh cãi rồi đến mức thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì có đáng hay không? Chưa thể, người ra tay lại là một cô bà xã. Cô bà xã hoàn toàn ý thức được rằng tính mình có máu ăn thua hay trút lên đầu chồng nhưng lại không nghĩ đến đổi mới. Đến khi đòn đau trước trận đấu của điện thoại Việt Nam mà chồng phải chịu là một giọt nước tràn ly. Ảnh minh họa. Đàn ông bao giờ cũng sĩ diện và không muốn chịu nhục nhã. Quyết tâm bỏ bà xã và viết rõ ràng lý do bị đánh vào tờ đơn ly hôn có lẽ là sự buông xuôi của ông chồng đó rồi. Mất mặt cũng được, bị chê cười cũng được nhưng anh ta không chịu đựng thêm được nữa. Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa số đều cho rằng, chị bà xã nên thẳng thắn xin lỗi và quyết tâm đổi mới phiên bản thân để giữ lấy người chồng mà chị yêu thắm thiết. Đây cũng là một bài học thật sự đối với tất cả mọi người. Sự chịu đựng của ai cũng có hạn hết. Trong tình yêu hay hôn nhân, đừng khiến đối phương phải lâm vào tình trạng cố chịu đựng vì tính xấu của mình.